Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến thuật nào của không quân Nga tỏ ra hiệu quả ở Ukraine? Trên chiến trường Ukraine, bộ đôi song sát của không quân Nga là tiêm kích Su-30SM và Su-35S thường đi cặp với nhau. Trong đó, Su-35S đảm nhiệm chiếm ưu thế trên không, còn Su-30SM thực hiện đòn tấn công mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay chiến đấu của họ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Ukraine. Cổng thông tin trực tuyến Ivestia của Nga dẫn lời bộ này cho biết hai tiêm kích Nga tham gia trận chiến đấu là Su-35 và Su-30. Cả Bộ Quốc phòng và các thông tin đều không cho biết trận chiến trên không diễn ra khi nào và trên khu vực nào ở Ukraine. Tuy nhiên, chiến thuật mà lực lượng không quân Nga sử dụng để bắn hạ máy bay Ukraine mới là điều đáng quan tâm, trong đó có chiến thuật mồi nhử. Theo mô tả của chiến thuật này, chiếc Su-35 bay ở độ cao lớn nhằm cung cấp phạm vi phủ sóng radar trong bán kính từ 3 đến 200 km và chiếc Su-30 bay ở độ cao thấp nhằm loại bỏ hệ thống phòng không trên mặt đất của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng chính tên lửa của chiếc Su-35 đã bắn hạ một máy bay quân sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không muốn tiết lộ loại máy bay của Ukraine bị bắn rơi, nhưng trước đó không lâu, lực lượng không quân Nga đã bắn hạ một chiếc tiêm kích bom Su-24 của Ukraine với chiến thuật là hoàn toàn tương tự. Trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, được cho là quay cảnh cụ thể của Su-35, cho thấy máy bay Nga cất cánh với hai tên lửa không đối không tầm trung RVV-MD, hai tên lửa không đối không tầm xa RVV-BD và hai tên lửa chống bức xạ KH-31P. Nhiệm vụ của Su-35 là cất cánh trước Su-30 để kiểm tra bầu trời. Trong trường hợp cụ thể này, Su-35 đóng vai trò là máy bay chiếm ưu thế trên không, bay ở độ cao lớn và quét bầu trời trong phạm vi lên tới 200 km bằng radar N-135 Ibis-E. Su-35 sẽ đảm bảo rằng bầu trời luôn sạch sẽ trước các mối đe dọa trên không. Sau khi đảm bảo rằng bầu trời luôn sạch sẽ, Su-30 mới cất cánh. Điều này thực sự sẽ loại bỏ hệ thống phòng không trên không của Ukraine. Dựa vào vùng phủ sóng radar từ Su-35, Su-30 bay ở độ cao thấp để quan sát trực tiếp mục tiêu. Khi có thời cơ, phi công phóng tên lửa không đối đất KH-29 được phát triển để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất như hệ thống phòng không, toa xe lửa hay cầu cống, v.v. Tên lửa KH-29 thường được các phi công Nga khóa mục tiêu bằng hệ thống dẫn đường của chính nó, đầu dẫn laser hoặc TV, tức là ngay cả khi nó còn nằm ở dưới cánh Su-30 và chưa được phóng đi, đầu dò của tên lửa đã phát hiện và khóa mục tiêu mặt đất bằng đầu dò của chính nó. Sau khi phóng tên lửa, Su-30 thoát khỏi khu vực tấn công và thực hiện động tác cơ động mạnh, đổi hướng bay và tên lửa tự động bay đến mục tiêu mà không phụ thuộc vào khoảng cách của máy bay chiến đấu hay khả năng cơ động của nó. Như thế sẽ đảm bảo an toàn cho máy bay và phi công trước hỏa lực phòng không mặt đất của Ukraine. Còn vai trò của Su-35 khi che đầu Su-30, theo phán đoán có khả năng trước khi Su-30 khai hỏa tên lửa, hệ thống phòng không của Ukraine đã phát hiện ra Su-30 bắn radar phòng không. Trong trường hợp này, radar N-135 Ibis-E cực mạnh trên Su-35 đã phát hiện ra tín hiệu radar từ hệ thống phòng không trên mặt đất của Ukraine và sẽ phóng một trong hai tên lửa chống radar KH-31P. Nhiều khả năng radar phòng không mặt đất của Ukraine sẽ không phát hiện ra chiếc Su-35 bay che đầu Su-30. Vì lý do này, không quân Ukraine có khả năng đã đưa tiêm kích MiG-29 của mình lên không nhằm ngăn chặn chiếc Su-30 đang làm nhiệm vụ tấn công mặt đất. Nhưng Su-35 hoạt động ở độ cao lớn và quét bầu trời bằng radar cực mạnh của chính nó đã nhanh chóng phát hiện ra những chiếc chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine được cử lên đánh chặn. Sau đó, một trong hai tên lửa không đối không được Su-35 phóng đi. Tên lửa này cũng tự khóa mục tiêu và truy đuổi nó. Hiện không có thông tin về loại tên lửa nào trong số hai tên lửa mà Su-35 đã sử dụng để bắn hạ chiếc MiG-29 của Ukraine. Nhưng các chuyên gia cho rằng đó có thể là tên lửa không đối không tầm xa mới nhất của Nga RVV-BD có tầm bắn lên đến 300 km. Không quân Ukraine cũng nhận thức rõ về hiệu quả của tên lửa chống bức xạ. Nhờ tên lửa chống bức xạ, chống radar HAM do Mỹ viện trợ, Ukraine đã vô hiệu hóa radar của căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea và tự do tấn công căn cứ này, gây thiệt hại nặng nề và phá hủy một số máy bay trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 12 cũng thông báo quân đội Nga đã bắn hạ 4 tên lửa chống radar do Mỹ sản xuất ở phía nam nước Nga giáp Ukraine. 4 tên lửa bị quân đội Nga bắn hạ có thể là tên lửa AGM-88 HAM. Truyền thông Mỹ cũng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Nga đưa ra tuyên bố tương tự kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
đánh giá từ các trường hợp sử dụng tên lửa HIMARS trước đây của Ukraine, nếu muốn sử dụng tên lửa chống radar này có hiệu quả thì sự phối hợp của hệ thống chiến đấu tương ứng là rất quan trọng, chẳng hạn như sự phối hợp của máy bay để chế áp điện tử, v.v. Rõ ràng quân đội Ukraine không có hệ thống như vậy, điều này tất nhiên ngay lập tức trở thành cơ hội cho Nga. AGM-88 HIMARS là một trong những loại tên lửa chống radar chủ lực đang phục vụ trong quân đội Mỹ. Loại tên lửa này có tính năng tổng hợp vượt trội và đã tham gia nhiều trận thực chiến. Ngoài sử dụng trong quân đội Mỹ, đồng minh Israel cũng đã nhập khẩu và sử dụng nó và cũng đã nhiều lần đạt được kết quả rực rỡ. Trước đó, có thông tin quân đội Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine tên lửa chống radar AGM-88 HIMARS và máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã xác nhận có thể mang và sử dụng loại tên lửa này. Gần đây, Bộ Quốc phòng Anh cũng tuyên bố rằng Anh dự định cung cấp cho quân đội Ukraine tên lửa hành trình chống radar Storm Shadow. Nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine sử dụng các loại vũ khí mới này để tấn công bán đảo Crimea, quân đội Nga đã tiến hành triển khai lực lượng phòng không mới trên bán đảo Crimea. Hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 có thể đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao và tầm thấp đã sẵn sàng. Quân cờ Ukraine trong cuộc chơi của các nước lớn. Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm Washington đầu tiên kể từ sau khi Nga tấn công Ukraine một lần nữa cho thấy bản chất của xung đột Nga-Ukraine là sự đối đầu giữa Nga và Mỹ. Theo tờ Đại Công báo của Hồng Kông ngày 24 tháng 12, do cuộc xung đột Nga-Ukraine có liên quan đến các nước lớn ngoài Trung Quốc, nên chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Tất nhiên, mối quan tâm chính của các bên là cuộc xung đột này sẽ kết thúc như thế nào và khi nào kết thúc. Theo quan điểm của Ukraine, nước này đã thành công khi giành được sự hỗ trợ và viện trợ từ châu Âu và Mỹ, không chỉ về kinh tế và ngoại giao mà còn cả về quân sự. Vì vậy, mục tiêu của nước này rất lớn, không những muốn giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trước cuộc xung đột mà còn cả Crimea, nơi đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân để gia nhập Nga vào hồi năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine cũng cho biết rằng họ chỉ là một quân cờ trong cuộc chơi của các nước lớn và chiến tranh hay hòa bình đều không thể tự quyết định. Ukraine chỉ có thể tìm cách tối đa hóa lợi ích của mình trong kẽ hở của cuộc đọ sức nước lớn. Do đó, điều quan trọng nhất khi đến Mỹ là tìm hiểu các quân cờ của Mỹ. Mỹ là nước bá chủ toàn cầu và biết cách chế ngự các đồng minh, nghĩa là không được để bị các đồng minh trói buộc và phải giữ quyền chủ đạo tuyệt đối. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai, các nước lớn đều bị các nước đồng minh nhỏ yếu hơn cuốn vào cuộc chiến. Các nước nhỏ ngược lại đã chiếm ưu thế trong việc liên minh với các nước lớn. Mỹ đương nhiên muốn tránh lặp lại kịch bản này. Đối với Mỹ, xung đột Nga-Ukraine là kết quả của việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO liên tục mở rộng về phía đông. Điều này không chỉ làm suy yếu Nga và Liên minh châu Âu-EU mà còn khiến EU ngày càng phụ thuộc vào Mỹ. NATO lấy lại sức sống và sức hấp dẫn của mình. Ngay sau cuộc xung đột nổ ra, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO dựa trên những thay đổi trong dư luận và NATO đã được mở rộng hơn nữa. Zelensky được mời hay đang bị kiềm chế? Nhưng mặt khác, Mỹ vẫn có nhiều cân nhắc. Thứ nhất, Trung Quốc đang đứng bên ngoài, theo dõi cuộc hỗn chiến giữa Nga, châu Âu và Mỹ, và với tình hình địa chính trị đã thay đổi đáng kể, nên Trung Quốc vô hình chung trở thành một trong những bên hưởng lợi nhất. Đây là điều mà Mỹ vốn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh số 1 không thể chấp nhận. Thứ hai, các hành động quân sự của Nga không thể thắng nhanh, nhưng cuộc chiến kinh tế giữa châu Âu và Mỹ cũng không thể thắng nhanh. Hai bên đều rơi vào thế bế tắc. Mặc dù nền kinh tế Nga đã bị thu hẹp, nhưng do tỷ giá hối đoái tăng, quy mô kinh tế của nước này đã tăng từ 1.300 tỷ đô la Mỹ lên 1.500 tỷ đô la Mỹ. Viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ cho Ukraine hiện vượt 60 tỷ đô la Mỹ và với việc bổ sung 45 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp trong dự luật phân bổ ngân sách năm tài chính 2023 mà Quốc hội sẽ sớm thông qua, khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ vượt 100 tỷ đô la Mỹ. Mỹ đã tiêu tốn 2.260 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm cuộc chiến ở Afghanistan, trung bình khoảng 200 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu cuộc chiến vẫn kéo dài, Mỹ cũng sẽ không thể chịu đựng được về mặt chính trị trong nước do chủ nghĩa dân túy đang trỗi dậy. Dư luận sẽ đảo ngược nhanh chóng như thời chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Afghanistan. Thứ ba, đối với Đảng Dân Chủ của Biden, cách quan trọng nhất để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh là giải quyết các vấn đề của chính mình. Đó là tại sao ông Biden ký đạo luật khoa học và chip và đạo luật giảm lạm phát, phớt lờ các cuộc phản đối của châu Âu, tham gia vào chủ nghĩa bảo hộ kinh tế và dốc toàn lực để tái công nghiệp hóa. Từ quan điểm này, việc Mỹ tham gia vào cuộc xung đột bên ngoài tốn kém trong một thời gian dài là không phù hợp với tình hình đất nước. Thứ tư là yếu tố châu Âu. Kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, châu Âu đã bị thiệt hại nặng nề do cuộc khủng hoảng nợ công, cuộc khủng hoảng người tị nạn do mùa xuân Ả Rập gây ra.
Anh rời khỏi EU còn gọi là Brexit, đại dịch và xung đột giữa Nga và Ukraine. Hiện nay, châu Âu không chỉ gặp khó khăn về kinh tế mà còn phải đối mặt với nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy về chính trị, đặc biệt là hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine càng kích thích sự phát triển của chủ nghĩa dân túy ở châu Âu. Chiến thắng của đảng cực hữu của Italy vốn có nhiều gốc rễ phát xít, có liên quan đến điều này. Nếu Pháp và Đức cùng làm như thế, châu Âu sẽ hỗn loạn. Nếu Mỹ quyết tâm thì Ukraine cũng không còn lựa chọn nào khác. Mỹ muốn châu Âu trở thành một Thụy Sĩ lớn, tức là nhỏ yếu, giàu có và ổn định, sẽ vừa không gây rắc rối hay thách thức Mỹ mà khi cần thiết còn có thể trả hóa đơn cho nước này. Do đó, mặc dù lần này là ông Zelensky đến thăm Mỹ và châu Âu cần truyền đạt các yêu cầu của mình tới Mỹ cũng như tìm cách đạt được điều họ muốn thông qua Mỹ, nhưng Mỹ cũng đang xem xét lập trường của các đồng minh này. Ông Biden cho biết ông đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nói chuyện với các đồng minh châu Âu, hối thúc họ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Châu Âu không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và cũng không muốn xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Thứ năm, nếu Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bị đẩy đến tình thế tuyệt vọng thì khó có thể khẳng định nước này sẽ quyết tâm đánh thắng đến cùng hay không. Nhiều nước nhỏ cũng muốn phát triển vũ khí hạt nhân để bảo toàn chính quyền và tính mạng của mình bất chấp lệnh cấm vận quốc tế. Nếu không giữ được miền đông Ukraine và Crimea thì chắc chắn Nga sẽ tiếp tục đáp trả mạnh. Đến lúc đó, châu Âu và Mỹ đều là nạn nhân. Mỹ cũng lo ngại việc Nga chuyển giao một số công nghệ cho Trung Quốc để được Bắc Kinh ủng hộ nhiều hơn, từ đó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Vì vậy, một cuộc chiến tranh kéo dài là điều Mỹ không thể chấp nhận cả về mặt chiến lược, an ninh và kinh tế. Quả thực cần dừng chiến tranh vào thời điểm thích hợp. Chưa kể đến Crimea, việc lấy lại khu vực miền đông Ukraine cũng đã đòi hỏi Mỹ và châu Âu cần sự đầu tư nhiều hơn và lâu dài. Đối với Mỹ, chừng nào chưa thể thu hồi miền đông Ukraine thì cho dù ai lên lãnh đạo Ukraine, mối quan hệ của nước này với Nga cũng không thể được cải thiện. Mỹ cũng không phải lo khả năng Ukraine nghiêng về phía Nga vì sự xuất hiện của một tổng thống thân Nga. Do đó, việc mời ông Zelensky đến thăm Mỹ, ngoài việc cho thế giới thấy sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine, mục đích cơ bản có thể là thuyết phục Ukraine phối hợp với các nhu cầu chiến lược của Mỹ. Vì Mỹ có rất nhiều đòn bẩy như giúp đỡ kinh tế và quân sự, đảm bảo an ninh, chỉ cần Mỹ hạ quyết tâm thì Ukraine không có lựa chọn nào khác. Trong thời gian tới, các nước cần xem Ukraine có sẵn sàng ngừng bắn và đàm phán vô điều kiện, tạo cơ hội cho châu Âu và Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là nguồn năng lượng mà châu Âu đang rất cần. Chỉ đến khi đó, thế giới bên ngoài mới biết được câu chuyện thực sự bên trong chuyến đi Mỹ vừa qua của ông Zelensky. Tiết lộ về một Biden giả dối và sự thua cuộc của Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, trong giới chính khách, những người trí thức Hoa Kỳ hay là những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội Hoa Kỳ và trên thế giới đều có nhiều góc nhìn và sự đánh giá khác nhau về cuộc chiến ở Ukraine. Mới đây, đại sứ Mỹ Douglas Maxgero đã rất thẳng thắn khi viết một bài báo nói rằng Ukraine đang thua, đừng tự tâng bốc mình nữa. Đây là một báo cáo rất ấn tượng. Cụ thể, vào hôm 29 tháng 11, Viện Ý tưởng Hoa Kỳ đã đăng tải một bài báo của Đại tá Douglas MacGregor, cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời của chính quyền Trump. Bài báo này viết rằng các nhà lãnh đạo quân sự chính trị của chúng ta, những người đã đẩy Mỹ vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Balkan, Afghanistan và Iraq, họ đã làm như vậy bởi vì họ chắc chắn rằng những cuộc chiến này sẽ diễn ra nhanh chóng và thắng lợi. Các tổng thống Mỹ, các cố vấn của họ và các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao chưa bao giờ xem xét đến một trong những phương án tránh xung đột, mà chỉ tham chiến nếu như đất nước của chúng ta bị tấn công hay đơn giản là khi chúng ta buộc phải chiến đấu. Sau đó đại tá này bộc bạch rằng Ukraine đã trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ này. Mỹ không muốn phân tích hết sức mạnh và lợi ích chiến lược của Nga. Họ chỉ nhìn Nga qua lăng kính có tiêu điểm rất hẹp. Và điều này tạo ra hiệu ứng phô trương sức mạnh của Mỹ và Ukraine. Trong khi đó, bỏ qua lợi thế chiến lược của Nga, đó là chiều sâu địa lý, tài nguyên thiên nhiên gần như là vô tận, tình đoàn kết của xã hội Nga và khả năng của tổ hợp công nghiệp quân sự mà Moscow đang gia tăng tốc độ sản xuất vũ khí. Giờ đây, Ukraine là một trong những khu vực xung đột quân sự với một cách tiếp cận từng được áp dụng tương tự ở các quốc gia như là Đức và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, ở Việt Nam trong những năm 1960 và ở Iraq trong nhiều thập kỷ. Lưới điện, cơ sở hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, sản xuất nhiên liệu và kho vũ khí đều đang bị phá hủy một cách có hệ thống. Hàng triệu người Ukraine vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi vùng chiến sự và làn sóng di cư này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia châu Âu cùng với nền kinh tế của họ. Đại tá này nhấn mạnh rằng chính quyền của ông Biden đang phạm tội không thể tha thứ trong một xã hội dân chủ, đó là không nói cho người Mỹ biết sự thật, những điều trái ngược với câu chuyện vốn đã được truyền thông phương Tây nói rằng Ukraine đang chiến thắng.
họ đã ngăn chặn mọi thông tin mâu thuẫn với điều đó và trên thực tế là Ukraine không giành chiến thắng và sẽ không thể thắng được cuộc chiến này. Nhiều tháng tổn thất nặng nề của người Ukraine, kết quả của một loạt các cuộc tấn công vô nghĩa nhắm vào các hệ thống phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine đã khiến cho các lực lượng Ukraine suy yếu một cách nguy hiểm. Ông ấy nói thêm rằng các đồng minh của Mỹ đang ở trong tình trạng rối như tơ vò khi tuân thủ chính sách mà người Mỹ đã khởi xướng. Người dân đang phẫn nộ và tức giận, nguy cơ họ đứng lên để chống lại chương trình nghị sự của Biden và kêu gọi thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ là rất cao. Ngược lại, nước Nga của ông Putin dường như đã có được sự chuẩn bị rất tốt. Họ đang đi đúng quy trình. Về vấn đề này thì đại tá đã giải mã các giai đoạn trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Trong những năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Putin, lực lượng vũ trang Nga đã được tổ chức huấn luyện và trang bị nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Nga đã nhận ra cách tiếp cận này là bất cập. Để có thể tự đánh giá được mình, việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một buổi thử nghiệm. Ở giai đoạn mở đầu, chiến dịch quân sự đặc biệt bị hạn chế về mục đích và mục tiêu. Điểm mấu chốt là Moscow muốn gửi thông điệp răn đe tới Kiev và Washington rằng Moscow có thể chiến đấu để ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO, cũng như là ngăn chặn sự ngược đãi hơn nữa đối với người dân Nga. Tuy nhiên, Moscow đã không đạt được mục tiêu này. Ngược lại, phương Tây còn chê cười về sự yếu kém của quân đội Nga. Ngay sau khi mục tiêu đầu tiên bất thành, Tổng thống Putin đã lập tức điều chỉnh kế hoạch sang giai đoạn 2.